lại có vô lượng chư thiên dục giới ở trong hư không, dùng đồ cúng vi diệu, cung kính cúng dường, sướng lên nói như vậy. Thiện nam tử, khi vị bà la môn này dùng năm thứ lửa đốt thân, thì ánh sáng lửa đó chiếu đến tất cả địa ngục A Tỳ, những người thọ khổ đều được ngừng nghỉ chúng tôi thấy ánh sáng lửa đó tâm sinh niềm tin thanh tịnh nhờ tín tâm mà từ lúc mạng chung đó được sinh lên cõi trời vì biết ơn mà đến chỗ vị bà la môn này cung kính chiêm ngưỡng không nhàm đủ bấy giờ vị bà la môn này vì chúng tôi thuyết pháp khiến cho vô lượng chúng sinh phát tâm bồ đà Bấy giờ thiện tài đồng tử nghe Pháp như vậy sinh tâm đại hoan hỷ, ở chỗ vị bà La Môn phát khởi tâm chân thật thiện tri thức, cúi đầu kính lễ, nói như vậy. Con ở chỗ đại thánh thiện tri thức sinh tâm bất thiện, xin Đức Thánh cho con sám hối nỗi lầm. Bấy giờ vị bà La Môn liền vì thiện tài mà nói kệ rằng, nếu có các Bồ Tát thuận lời thiện tri thức, tất cả không nghi sợ, an trụ tâm bất động, nên biết người như vậy sẽ được lợi ích lớn, ngồi dưới cội bồ đề thành tựu vô thượng giác. Bấy giờ thiện tài đồng tử, liền lên núi đao, nhảy vào trong đống lửa, khi rơi xuống giữa chừng liền đắc được tam muội bồ tát thiện trụ, khi chạm ngọn lửa, lại đắc được tam muội bồ tát tịch tĩnh lạc thần thông, thiện tài bạch rằng, kỳ lạ đức thánh núi đao và đống lửa lớn như vậy con vẫn an ổn khoái lạc bấy giờ vị bà La môn bảo thiện tài rằng thiện nam tử ta chỉ đắc được giải thoát Bồ Tát vô tận luân này như các đại Bồ Tát dùng ngọn lửa đại công đức đốt cháy kiến hoặc của tất cả chúng sinh khiến cho không còn dư thừa sẽ được bất thối chuyển tâm không cùng tận tâm không giải đãi tâm không nhu nhược phát tâm kiên cố như kim cang tạo mau tu các hạnh không trì hoãn, nguyện như phong luân, khắp giữ tất cả tinh tấn đại thệ nguyện đều không thối truyền, mà ta làm sao biết được nói được hạnh công đức đó. Thiện Nam Tử ở phương Nam này có thành tên là Sư Tử Phấn Tấn, trong thành đó có một đồng nữ tên là Tử Hạnh, người đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát Hạnh, tu Bồ Tát Đạo. Bấy giờ thiện tài đồng tử đảnh lễ vị bà La Môn, đi nhiễu quanh vô lượng vòng rồi từ tạ mà đi.